Hello, mến chào tất cả các bạn và cả nhà thân yêu đã trở lại với channel của mình. Cuối tuần gia đình mình làm vài món nhâm nhi cho vui nè cả nhà. Tuấn với My Anh thì làm món lẩu gà hấp mướp, ngon hấp dẫn lắm luôn. Lẩu rau của My Ngô rất là ngon luôn nè cả nhà. Mướp non xèo luôn. Tuấn nói mướp này trồng sau hè kìa. Mùa này mà còn trồng được mướp như vậy nữa thì quá là ngon. Tuấn nói trồng ở sau hè. Trời ơi, bữa nay hai vợ chồng mặc áo sọc hết nhau nha. Chị tham gia cho mấy ly rượu nho đi. Hai anh tham gia thì bàn thời sự thế giới, thời sự lạm phát, 100 đồng bây giờ mua được gì. Tuấn thì lấy bia, lấy rượu trái cây lên. Nhưng mùa đông rồi, không muốn uống bia nữa, chỉ muốn uống rượu nho nguyên chất thôi. Hôm nay xin mời tất cả các bạn và cả nhà cùng thưởng thức món lẩu và nhiều món ngon khác của buổi chiều cuối tuần nha. Đây là món cá hồi chiên giòn, ngon hấp dẫn luôn nè. Bây giờ hai anh thông gia này đi tới Ukraine với Nga rồi cả nhà. Wow, chai rượu nho nguyên chất bự chà bá luôn nè cả nhà. Chị tham gia mình làm 5-6 năm rồi đó cả nhà, rượu này. Màu đỏ đẹp luôn hen. Không xài men, không xài rượu nha cả nhà. Chỉ là nho thôi. Bây giờ giờ những chai rượu siêu crum này qua một bên. Uống rượu nho mùa đông rất là hấp dẫn luôn đó. Vô, 1, 2, 3 vô nè. Chúc cuối tuần vui vẻ. Hello, mến chào tất cả các bạn và các nhà thân yêu nha. Nhâm nhi cuối tuần của gia đình mình nè cả nhà. Video hôm nay có nhạc, mình phải tắt tiếng đó cả nhà. Mong cả nhà yêu thương vui lòng thông cảm nha. Hôm nay có món cá hồi chiên giòn, nhậu sương sương cùng với lẩu gà hấp mướp nóng hổi, vừa thổi vừa húp, rất là ngon luôn cả nhà. Những món ăn buổi chiều cuối tuần của nhà mình hôm nay rất là ngon luôn á cả nhà. Nhậu sương sương thêm với rượu nho nữa, rất là tuyệt vời. Vừa ăn vừa tán gẫu chuyện thế giới, từ Đông sang Tây, Nam sang Bắc. Mình đương ăn ở đây mà bàn những món ngon chỗ khác nữa nè cả nhà. Mê món ngon lắm, nghe kể cũng thèm rồi, nhưng chạy xe tới 2 tiếng rưỡi tới New York. Đi có chỗ đậu xe đàng hoàng không? Không rồi, em đâu, gió tinh hoa, gió tinh hoa cũng qua. Tẻ đó. Luôn quá hết nhiều sợ, bạn bè. Hầu hết là tôi mời quá hết luôn. Nhưng mà bữa đó nóng được quá, không chịu nổi. Đây, mời cả nhà ăn chiếc nem nha, nem chua rất là ngọt luôn.
ngon chua. Thấy chưa? Đây nè, đặt đông là ra phải một gia đình đó, có khách xuống vậy đó, trong gia đình thôi. Thấy rồi nè, thấy cô, thấy hình tôi đó. Nem chua ngon hấp dẫn. Con dâu của ba tôi. Đây là bà ngoại của mấy đứa cháu tôi. Đây là má của các con tôi. Thấy nhiêu thôi. Đó có hai gia đình là tại nhà rồi đâu. Đâu cần khách chứa gì. Cái này chua ngon lắm á. Rồi chưa bây giờ ăn uống xong rồi bắt đầu văn nghệ. Văn nghệ là ca sĩ chính là ca sĩ ăn hộp phải không? Trời ơi chúng ta nóng nổi chạy bỏ lên vì nóng nực quá rồi chắc là mấy ông tôi ca người ta ai cũng chào nó. Vì trước khi tôi về Việt Nam là ông Châu đã nói cô là ở Việt Nam. Đi thao khung cái chỗ mà cá sinh tồn. Tôi gọi liền, tôi gọi liền. Hai tiếng rưỡi nha. Hai tiếng rưỡi. Bây giờ tôi có internet đầy đủ hả? Thao mà hai tiếng rưỡi đường đi New York đó. Lưu thao không phải lưu thao về mê hôn đâu. Lưu thao ở hướng đó hả? Vậy là đi thao nào hướng cho đó đó. Món ngon cuối tuần của gia đình mình xin được xếp lại ở đây nha cả nhà. Mến chúc tất cả các bạn và cả nhà thân yêu luôn an lành hạnh phúc và có nhiều thành công tốt đẹp mới trong cuộc sống. Yêu thích video mình, các bạn vui lòng tặng cho mình một lượt đăng ký, like, share video này đến bạn bè và người thân giúp mình. Và nhớ tặng mình một ngón tay cái kèm theo và lời bình luận để mình dễ dàng tìm đến thăm nhau nha. Mến chào, thân ái. Xin hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Happy New Year đến với tất cả các bạn và cả nhà thân yêu. Bye bye tất cả các bạn và cả nhà thân yêu. Bị thổi làng đi.